Hôm nay mình đang tác nghiệp tại một giải thi câu đúng vào ngày nhằm ngày 21 tháng 2 năm 2021, tức là 10 Tết. Đây anh em đang ngồi đây, thời tiết rất là đẹp luôn, hôm nay nắng. Chắc mùa thả này là nắng nhất đây. Vừa rồi với ổ số 8 thì anh 9 đến từ Hồ Đào Ngon, chủ Hồ Đào Ngon luôn đã lên một con hàng. Mình có công việc bẩn đi một chút nên là mình sẽ về sẽ đăng clip này luôn. Còn chiều thì mình sẽ quay lại để tác nghiệp những phần may mắn còn lại. Đây hồ hôm nay 15 ổ thôi, nó cũng không phải là dày lắm so với hồ này. Rồi chúc các cụ lại may mắn. Ổ số 9. Đâu nhỉ, số 8 chứ. 7, 8, ổ số 8 anh 9 nhá. Đến từ Đèo Ngom. Đây là con cá đầu tiên gọi là có sách để mà cân giải đấy. Rồi ok, đây. Bỏ đuôi. Thấy trắng lắm. Thấy trắng lắm á? Làm gì? Mè đấy, mè hoa sao ấy. To lắm, mẹ nó đến yến đấy. Nhìn cái bản to lắm, nhìn vàng vàng mà. Quay đi. Con đầu tiên của giải nhá anh em nhé. Chép rồi. Không, chép chứ mẹ làm gì, từ lúc nãy 73 phát trở lên rồi. Đấy, ngon rồi. Ô, con mẹ này to thế cơ. Mẹ ăn ốc. Ô, con mẹ to. Chấm trắng, chấm trắng, chúc mừng ơi. Chấm trắng to. Ui ôi, con chấm trắng. Vào sườn. Bảy. Anh ơi, chặn đầu anh ơi. Ngon rồi, giải nhất nhân nhật đấy rồi. Ôi, sao pha vợt đi vào lòng người thế? Đưa vợt lại. Con chấm trắng đầu 7 nha anh em nhé, ngon rồi. Chấm trắng. Ai bảo làm gì có mày. Nó lại ngang. Cứ bình tĩnh. Con khỏe lắm. Con khỏe. Con muốn đứa đánh vào. Đóng sâu rồi, bình tĩnh. Con mẹ con chấm trắng. Trắng, con chấm trắng ngon. Đấy chưa Khánh ơi. Ủa? Vãi sao pha vợt, hai pha vợt đi vào lòng người đấy. Xúc vợt xuống dưới, vợt xuống dưới. Rồi, được rồi. Rồi. Ôi thôi, vào vợt rồi. Con chấm trắng 8 cân. 8 cân. 8 cân xong cũng hết rồi. 8 cân. Ồ, con này phải đầu chín. À, 8 cân thôi. 8 cân. Mang lên trên kia đi. Con chấm trắng dài nhất ở đây rồi. 8 cân, chắc chắn là phải có 8 cân. Con này á? 8 cân là ăn chắc thừa luôn. 8 cân. Con này ăn đất cũng đen rồi. Con này 8 cân. Ô điếu là đi ăn ốc kìa. Mày ngu thế. Vào xem thôi, được ăn đâu. Dưới đâu, không bao giờ dưới đâu, còn đây mà dưới gì nữa. Mày vào mày không hớt làm gì? Đây này, cái chân mình to như con chân trâu này còn không nổi bằng cái đầu. Con này 9 cân. Không được 9 á. Con này khẳng định là không được 9, không nhưng được mà 9. Nó phải có 8. Phải có 8. Đâu Khánh bê cái để Khánh bê cái nào. Bê lên. Rồi, từ từ nhá, để cắt cái hình này, lấy cho em cái hình để. Từ đó.